Hey, chào mọi người, hôm nay tôi xin giới thiệu cho mọi người một cái cưa mỹ nghệ á. Thì cái cưa mỹ nghệ này một cái cưa này á, thì nó gồm là 4 lưỡi xe cua và một cái lưỡi theo trên cái cưa ha. Thì cái hàng cưa mỹ nghệ này nó của hãng là Sotec của Đài Loan nha mọi người. Sotec của Đài Loan ha. Đây nó gọi là sotec.com.tv nè, TW nè ha, của Đài Loan. Đó. Thì cái cưa này rất thích hợp với anh em cưa mỹ nghệ, cưa đồ nhỏ đó. Thì trên đây nó có là 4 mũi đi theo. 4 mũi đi theo cái cưa này ha. Thì nó dùng để là cưa gỗ, cưa sắt, cưa kim loại. Rồi những gì đó. Quên cưa sắt rồi, cưa kim loại nữa chứ, nó lộn. Thì chúng ta nhìn là cưa mica hay gì đó, nói chung là chúng ta đa dạng thôi. Thì vừa cưa mica, cưa gỗ, cưa sắt, nó dành những là dành cho mấy anh em mỹ nghệ đó, anh em thợ đó. Rất là nhỏ. Thì cái đường kính này là 160, trên đây nó không có ghi số, thì để chúng ta đo thử cái đường kính này. Tính từ cái lưỡi cưa không á, là nó là 1.6 ha, 155 á, từ mép cưa đây mà tính luôn cái dải cưa này là 160 đó, 160 mm á. Thì một cái cưa vậy nó có giá là 180.000 nha mọi người đó, 180.000 một cưa 4 lưỡi và một lưỡi theo ma, hay là một lưỡi theo cái cưa, là tổng cộng nó có là 5 cái lưỡi đó. Còn cái dĩ lưỡi này chúng ta mua rồi vẫn có đó ha, mua rồi vẫn có. Một cái dĩ cưa vậy 4 cái này tôi bán rồi á, là nó có giá là 100.000, 100.000 một cái bộ này, vậy tương đương với một cái là 25.000 một cái lưỡi đó. Rồi mọi người có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi, số điện thoại trên màn hình để mua hàng ha. Rồi cảm ơn, rồi xin chào.